Ông vừa ở đâu? Ông vừa ở Thành Hoa. Rồi, bán vào tính là 3% chứ? À, đúng rồi, 3%. Tôi xin ghế đi. Phải chưa có hồ sơ nữa, cháu phải lấy chứng minh đó Mạnh ơi. Chứ không có hồ sơ rồi. Nó tự nấu không? Ê, có cái này nó ớt không? Ớt qua lắm nha.